Việt Vinh Audio xin kính chào tất cả anh em. Trong clip sáng nay, Việt Vinh giới thiệu đến anh em một cặp loa nghe nhạc của hãng Yamaha. Model của nó là NFE55. Và cặp loa mà anh em đang nghe và đang nhìn trước màn hình chính là cặp loa mà Việt Vinh đang giới thiệu đến anh em. Cặp loa này nó có chiều cao là 26cm, chiều ngang của nó là 15cm và chiều sâu của nó là 13cm. Cặp loa này nó có trở kháng là 6 ohm, nó giống trở kháng của loa Anh. Và công suất min của nó là 50 và công suất maximum của nó là 150W. Và bây giờ Việt Vinh xin mời tất cả anh em cùng xem qua cặp loa này. Bát của nó là bát 10 anh em nhé, bát 10. Màng nó là màng bằng giấy, gân của nó là gân vàng. Nó đánh rất là lực anh em ạ. Số series của nó là 328631. Đây là chiếc loa bên trái. Đây là chiếc loa bên phải. Tức là đây là một cặp loa trùng series với nhau và là một cặp. Hiện tại thì Việt Vinh đang kết nối cùng chiếc âm ly Onkyo A801. Cặp loa mà Việt Vinh đang giới thiệu đến anh em là một cặp loa đầy đủ e căng anh em nhé, đầy đủ e căng. Đây là e căng của nó. E căng của nó vẫn còn nguyên zin. Đây là chiếc e căng thứ nhất và đây là chiếc e căng thứ hai. Và bây giờ, Việt Vinh xin mời tất cả anh em lắng nghe qua một bản nhạc chiếc loa Yamaha NFE55 này thể hiện cùng chiếc âm đi Onkyo A801. Chiều mưa biên giới, anh đi về đâu? Tình anh theo đám mây trôi chiều hoàng, trăng còn khuyết mấy hoang tàn. Cờ về chiều tung bay phất phới, gợi lòng này thương thương nhớ nhớ. Bầu trời xanh lòng ai thương nhớ ai, về đâu anh hỡi mưa rơi chiều nay. Lưng cho anh nhớ sắc mây pha hồng, đường rừng chiều cô đơn chiếc bóng, người tìm về trong hơi áo ấm gợi niềm xa. Chiến thương ơi hậu phương, thương màu áo gửi xa xa trường. Lòng chân còn tơ vương khánh tướng, khi đường trần mưa bay gió cuốn.
Và cặp loa này Việt Vinh bán với một mức giá là 1.400.000. Anh em nào có nhu cầu liên hệ với cả Việt Vinh theo số điện thoại 0917659929. Còn bây giờ, Việt Vinh thân ái xin chào tạm biệt tất cả anh em.